Xin chào các bạn, và trong bài giảng này mình sẽ tiếp tục chúng ta tiếp tục ôn lại về những cái thế bấm bên tay trái cũng như là bên tay phải trong guitar. Thì tay phải trước nhá, thì đây là ngón thứ tự, bốn ngón là P này, I, M, A, tương ứng với cả ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út. Ngón P nó sẽ phụ trách ba dây bass, ba dây bass, tức là ba dây sệt trầm, nó dây 6, dây 5, dây 4. Ngón I dây 3, dây ngón M dây 2 và ngón A dây 1. Còn ngón bên tay trái thì các bạn có thể xác định được cái thế tay các bạn dựa vào cái ngón 1, ngón 2, ngón 3, ngón 4 thì chủ yếu vào ngón 1. Ví dụ ngón 1 các bạn bắt đầu ở phím 1. Như thế thì mình sẽ gọi đây là đô trưởng thế tay bậc 1. Nhưng mà đặt giả thiết có rất là nhiều đô trưởng, ví dụ đây là đô trưởng, thì các bạn xem đây cũng là đô trưởng nhưng mà đây là ở bậc phím số 3 và đây là đô trưởng thế tay bậc 3. Đây cũng là một dạng đô trưởng nữa. Thì các bạn xem ngón trỏ các bạn ở đây là ở phím số 8, thì đây là đô trưởng thế tay bậc 8. Và tay phải của chúng ta thì khi mà chúng ta tiểu thì mình hay có xu hướng đọc cái cách chúng ta, cái picking style, cái picking tức là cái chút cách chúng ta gầy ấy, nó sẽ là bass bass 3 2 3 1 2 3 2, tức là mình sẽ đọc vào dây, thứ tự của dây, chứ mình không đọc vào thứ tự của ngón tay. Mình đọc vào dây, ví dụ dây bass 3, dây 3, dây 2, dây 1, 3, 1, ví dụ như thế. Hoặc là điệu slow nó sẽ là bass 3, 2, 1, 2, 3. Đấy, thì về tay phải thì về cơ bản là nó cũng chỉ có vậy. Nhưng mà có thêm một cái kỹ thuật nữa, đó là strumming, tức là quạt chả. Khi mà chúng ta quạt cho đàn guitar thì các bạn cần phải xác định rõ là chúng ta đang quạt ở cái điệu gì, ở cái phách gì, ở cái nhịp gì. Thì bởi vì là chúng ta không thể nào mà quạt theo kiểu máy móc được, và mình phải có cái tư duy bản lề gốc về chúng ta phải dậm bao nhiêu cái nhịp ở trong cái điệu đấy. Ví dụ ballad nó sẽ là 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, tức tay phải chúng ta nó vẫn đều như thế, các bạn hiểu không? Chứ không phải là 1 2 3, thì muôn đời các bạn sẽ bị sai nhịp. Mình phải hiểu với nhau là có tất cả là có 8 cái lần xuống, ví dụ 1 2 3 4. Đấy, mặc dù như thế nhưng mà mình sẽ chủ động quản lý cái tay của phải của mình khi nào nó chạm vào đàn và khi nào nó không chạm vào đàn. Và trong những lần strumming như thế, chủ yếu cái ngón 1 các bạn sẽ phụ trách lên và xuống. Thì tại cái thế tay của chúng ta nó sẽ để là, đấy, các bạn để tay như thế này. Còn tay trái của chúng ta thì đấy, các bạn bấm hợp âm, các bạn cần phải bấm vuông góc và bấm chắc. Các bạn bấm ngón nào, dây nào, ngón nào bấm dây nào phải chắc chắn ngón được cái dây đấy, để cho tránh trường hợp gọi là bấm kiểu bị tịt, bấm quá yếu, hoặc là bấm đè sang dây khác nó sẽ tạo ra cái gọi là cái hiện tượng bị dè dây, bị tịt dây. Và đó là tất cả những gì chúng ta cần phải ôn lại về tay phải và tay trái. Thì khi mà các bạn chơi, các bạn luyện tập ở nhà ấy, thì có một số những cái bài tập âm dai các bạn cũng có thể tập rất là tốt. Ví dụ như là âm dai của đô trưởng. Âm dai của son trưởng. Đấy là những cái cách chúng ta tập ở nhà. Thì mỗi ngày các bạn dành ra khoảng tầm 5 phút trước khi cầm vào đàn tập âm dai. Hai lý do: một là để chạy ngón, hai là để quen cái tay phải của chúng ta, và ba là chúng ta biết thêm về âm dai, cũng đều là những điều rất là tốt để cho các bạn muốn học về cổ điển và fingerstyle sau này. Và chào các bạn, chúc các bạn tập thành công và hẹn gặp lại các bạn vào bài giảng tiếp theo.